Nè, uống đi. Thấy chưa? Ở mình cái là bệnh liền vậy đó. Hay là giờ vậy đi, em về nhà đi để mọi người tiện chăm sóc cho em nữa. Nghe lời chị đi, nghe lời chị với là anh Tom nè. Em biết rồi, nhưng mà mấy cái này chỉ là bệnh nhẹ thôi à, không sao đâu. Em ổn mà. Ổn gì mà ổn? Em mua thuốc tầm bậy tầm bạ ngoài uống sao hết bệnh được. Bây giờ anh chở em đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện xong bác sĩ người ta khám xong người ta đưa cái toa thuốc nè. Mình mua thuốc theo đơn của bác sĩ, mình uống mình mới mau hết. Chứ em uống thuốc tầm bậy tầm bạ ở ngoài á, bệnh không hết, coi chừng người ta cách ly em đó. Đúng rồi. Anh nói gì ghê vậy? Trời ơi thiệt bâu. Thôi bây giờ em muốn ở mình đúng không? Bây giờ anh tư vấn cho em. Em lấy vợ đi lần. Lấy vợ sướng lắm. Em muốn thèm ăn cái gì vợ em cũng nấu cho em ăn. Bây giờ em bệnh có vợ em chăm sóc, như vậy gia đình đỡ lo hơn. Anh khùng quá à. Gì? Em kêu anh qua đây á là để khuyên bảo đưa Phi Lân về, chứ vậy để anh tư vấn chia sẻ ba kinh nghiệm gì của anh rồi hả anh lấy vợ như vậy nè, ngoại lắm luôn rồi đó. Ngoại mà ngoại vậy là gì? Cái bầu là mì lên tới đây, cái bầu tới đây thôi thì tao dí vậy đó. Nhưng mà có con là niềm vui của gia đình chứ bộ. Em không thấy à, kể từ ngày anh cưới Đan Thanh về nhà mình thêm thành viên vui vẻ chứ sao. Lấy vợ đi rồi bây giờ có em nữa, có vợ em rồi, có con em, gia đình mình đông thêm vui hơn nữa. Anh chọc em đúng không? Chọc gì? Anh nghĩ sao vậy? Em chưa biết yêu, chưa có bạn gái, lấy gì mà có vợ. Trời. Thôi nghe lời anh, về đi. Muốn cái gì anh chiều. Thấy chưa? Ba gọi rồi đó. Ba lo cho em nhiều lắm á. Hay thôi vậy đi, em về nhà đi, khi nào mà chị mua được cái máy ảnh á, chị sẽ cho em đi chụp hình chung. Mà thôi, cái gì của chị á, chị cũng cho em xài chung luôn, miễn là em chịu về nhà. Chị lại chọc em nữa hả? Chứ... chị nói thiệt. Đồ của chị sao em xài được? Ừ đúng rồi đó. Đồ em đưa ai dám bận. Với lại em đâu có ham chụp hình đâu mà chụp hình chung xài máy ảnh ké gì nữa. Bà tôi mới quải bà. Nói cái gì tùm lum rồi la mà. Thôi bây giờ anh chia sẻ thiệt với em luôn. Kể từ ngày em đi, cái nhà mình rối rắm lắm. Đi, về đi. Em biết, nhưng mà dì Ngọc không có thích em. Lỡ em về bên bển rồi cả nhà rối lên, rồi làm phiền ba nữa. Em không muốn ba khó xử đâu. Thôi được rồi, bây giờ cái chuyện gì nó cũng cần có thời gian. Nhưng mà anh khuyên em là nên về đi. Ba lo cho em lắm, nhất là nội. Nội cực kỳ lo cho em nha. Dạ, em sẽ suy nghĩ lại. Thôi tới giờ em đi học rồi, em vô em chuẩn bị nha. Thấy định mà đi học cái gì nữa? Lân, Lân, thằng bé xiên đi trời. Vậy là 10 triệu của em tan tành rồi còn gì nữa. 10 triệu gì? Hám tiền quá. Quan trọng là Phi Lân mới về nhà kìa. Đâu vô đứng đây làm gì? Đứng đây làm gì nữa? Đi về làm gì? Chứ mẹ đứng đây đều bị đuổi hả? Con với anh Tom á, năn nỉ Phi Lân muốn gãy lưỡi luôn mà nó vẫn không chịu về. Vì vậy chứng tỏ á, là mẹ xúc phạm nó gì kinh khủng lắm không? Nên nó mới giận như vậy, nó không chịu về. Xúc phạm cái gì mà xúc phạm? Tại vì nó làm khó mẹ thôi. Chứ mà ai mà không cho nó về đâu. À, hồi nãy á, con mua tới mấy ký cam qua nhà Phi Lân lận á. Mẹ thanh lý hợp đồng cho con đi. Con này nha, mẹ chưa bao giờ đánh con nha. Con có đón nó về giùm mẹ được đâu mà bây giờ con còn tống tiền mẹ. Nhưng mà mẹ hứa là sau khi xong việc, mẹ cho con 10 triệu để mua máy ảnh đúng không? Tiền đâu có mà được. Nhưng mà bây giờ cái nhiệm vụ này nó khó quá. Hay là mẹ cho con 5 triệu thôi, động viên con đi mà. Trời đất ơi, bây giờ nè mẹ đang kiếm tiền, mẹ gom tiền để mẹ trả tiền cho thằng Phi Lân. Trước mắt con thấy mà, con có con đưa cho mẹ. Một đồng một cắt con cũng đưa cho mẹ chứ ở đó mà xin tiền mẹ. Con làm gì có đồng nào mà con đưa cho mẹ. Không là hay thôi vậy đi. Để tối nay con kể cho ba nghe. Hôm nay con qua nhà Phi Lân á, con năn nỉ Phi Lân gãy lưỡi mà Phi Lân không chịu về. Tại vì á, Phi Lân giận mẹ quá. Hay. Biết đâu á, ba cho con tiền mua máy ảnh sao. Hay, thì cứ đi kể đi. Tôi tắt nó đi kể đi, thử ổng có cho không. Cái này là mẹ đồng ý á nha. Tôi đồng ý rồi nào. Không phải là con tự ý đi mét nha. Tôi có nói này hả? À, còn chuyện này nữa. Hôm nay lúc mà con ngồi với Phi Lân,
ba gọi điện cho Phi Lân, mà Phi Lân giận quá, nó không chịu bắt máy luôn. Nếu mà ba biết Phi Lân bị bệnh đó, chắc chắn ba sẽ rất lo lắng, sẽ chuyển qua nhà Phi Lân để tiện bề chăm sóc Phi Lân từng ly từng tí. Ủa? Con có chuyện muốn kể với ba. Đi về phòng. Kể gì mà kể, để cho ba nghỉ ngơi. Nè, đi về bệnh đi. Rồi muốn mua máy ảnh gì đó, mẹ phụ 5 triệu. Mà mua nhanh nha, không là mẹ đổi ý đó. Dạ, em cảm ơn mẹ. Ủa, cháu muốn nói gì với ba hả? À, ốc chị muốn nói là ốc thương ba. Trời ơi, con nhỏ này. Mà có chuyện gì á thì cứ nói thẳng ra đi. Chứ tôi không có thích như vậy đâu. Chứ đừng có nghĩ là mình có con riêng á là mình hay lắm hả? Thử nghĩ đi, ở trên cuộc đời này á, có người phụ nữ nào mà chấp nhận như vậy được không? Được. Anh nghĩ là trước sau thì chúng ta cũng sẽ phải thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần. Còn số tiền 900 triệu của Phi Lân, em phải tranh thủ đi trả cho nó sớm. Ủa? Thì tôi cũng đang kêu rao bán nhà đi, trả lại cho nó nè. Chứ tôi mà kỳ kèo để giữ làm cái gì? Mà anh cũng nên nhớ, nó cũng nhờ tôi là đầu tư đó nghe. Anh nói với em một lần thôi nha. Trong vòng 10 ngày nữa, nếu em không trả tiền cho Phi Lân, anh sẽ đi dây nóng ở bên ngoài. Rồi sau đó tiền lương của anh hàng tháng sẽ đem trả tiền lời cho người ta. Anh đừng có ép người quá đáng nghe chưa. Anh nghĩ sao mà trong vòng 10 ngày mà tôi xoay trở được cái số tiền lớn vậy để mà trả nổi chứ. Anh làm gì kỳ cục vậy? Ít ra phải có thời gian chứ. Anh mà làm quá đó hả, thì mạnh ai nấy sống đi. Đừng ai nấy đi đi. Mình ly dị nhau đi. Được. Nếu em muốn như vậy thì tôi đồng ý. Cái gì? Vậy thì anh thảo đơn đi, rồi ký tên trước đi, rồi tôi sẽ ký tên ly dị với ông. Ông chờ ngày này lâu lắm rồi chứ gì. Trời ơi, tức quá. Con ác quá, con ép nội anh chi bao nhiêu vậy? Anh nói một tô thôi, ráng thêm nội ơi, nội thêm nữa đi. Trời ơi, no quá, trời ơi. Ngon rồi đúng không nội? Ngon, ngon. Con mời nội. Ừ. Mời vợ. Cảm ơn chồng. Không nhầm cái nhà. Dạ. Ngon thiệt. Nội đi lên chùa một thời gian là ăn chay không đó. Mà tự nhiên cái bữa nay ngon quá. Ngã mặn. Tự nhiên nội thấy nội có lỗi với Phật. Không có sao đâu nội, mình tu là ở tâm mà nội. Dạ đúng rồi nội. Với lại á, mai mốt mà nội có thèm nữa nội nói con nha, con mua cho nội. Tại cái quán bún mọc đó gần công ty con á. Vậy thôi để con mua cho nội, giờ con mang bầu mà đâu có mua được. Thì mai mốt đẻ xong mà mua. Vậy thôi ráng chờ nha nội. Ngon. Cho nên nội mới bàn với mấy đứa như vậy nè. Thôi dạ. Giờ à, chiều tối nay nói mẹ con đừng nấu cơm nha. Nội về nội nấu cà ri nội đem qua cho mấy đứa ăn. Cho Phi Lân nó ăn nữa nghe, để nó biết tài nấu cà ri của bà nội. Nội, nội điên thời gian nội không biết cái chứ. Phi Lân nó đi rồi nội, nó không gì? Về nữa. Ủa là sao? Dạ nó xách vali đi luôn rồi. Cái gì vậy? Cái sao mà trời đất ơi, trời ơi có một thời gian tôi lên chùa mà tự nhiên về thay đổi rồi mẹ con nói sao? Dạ thì mẹ con vẫn sinh hoạt bình thường nội, mẹ con lo kiếm người bán nhà nội. Trời đất ơi nội, nội đừng có buồn mà con nghĩ chứ không sao đâu. Trong cái chuyện này á, mẹ con sai thiệt nhưng mà mẹ con không có ý xấu, con nghĩ là thời gian rồi Lân nó từ từ cũng hiểu mẹ con rồi nội. Mẹ con có một cái điều này lớn lắm của mẹ con mà giờ không nói ra thì không được. Biết là mình sai nhưng mà không bao giờ xin lỗi người khác. Biết là mình sai nhưng mà không bao giờ nhận lỗi. Tôm à? Dạ. Tôm. Dạ sao nội? Nội nhờ con. Nhìn mặt con không thấy tin tưởng được luôn. Thôi.
Không, không. Ý nói đến chồng con mặt gian hơn rồi. Không, cái tánh của nó lớp chớp con ơi. Nói đầu này cái nó ra đầu kia, nó không có giữ bí mật được. Dạ. Bây giờ Đan Thanh, bà nội nhờ con nè. Bà nội nhờ dạ. Con nói với mẹ chồng con, bà nội đang có một cái bí mật. Cái bí mật kinh khủng luôn. Mà chỉ khi nào mà nội gặp trực tiếp mẹ con, nội mới có thể nói cái chuyện đó ra. Con nói mẹ con chạy qua nhà nội, rồi cái nội nói cái bí mật đó nha. Dạ, để con nhắn lại với mẹ. Nội nói mà nội không bí mật với con luôn. Nhưng mà cái bí mật đó nội chưa nói mà. Nhưng mà đâu phải nội nhờ con nói dùm. Nội đang nhờ đây nói dùm nè. Dạ. Con chỉ là người kế bên nghe thôi. Dạ. Không biết hả nội. Nội cứ tưởng là tất cả những chuyện khó khăn là mình trải qua hết rồi. Bây giờ là gia đình phải thương yêu nhau chứ. Có chuyện gì thì con nói, chứ tại sao mà con cứ để trong lòng. Rồi con thấy ông trong nhà giờ làm sao? Dạ, con xin lỗi nội. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Có gì khó khăn thì nói với nhau ra. Làm như bây giờ con không cần biết là trong nhà là còn có bà nội nè. Nếu như con không muốn ở nhà dì Ngọc nữa thì qua đây ở với nội. Đây là nhà của nội nè, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết á. Dạ thưa nội, con biết rồi. Nhưng mà nội ơi, dù gì con cũng lớn rồi. Nội cho con cuộc sống tự lập đi. Nội đừng có lo lắng cho con. Tôi biết rồi. Tôi biết mấy người bây giờ mấy người là đủ lông đủ cánh rồi. Mấy người không có cần ai trong cái nhà này nữa trơn á. Mấy người muốn đi thì mấy người dược mấy người đi. Không có bà nội, không có cha mẹ, không có anh chị em gì trong nhà nữa hết trơn. Phải không? Dạ nội, con xin lỗi nội. Nhưng sao nội lại nỡ nói con như vậy hả nội? Không nói vậy chứ giờ nói sao? Nội ơi, có gì bình tĩnh thôi nội. Không có bình tĩnh được nữa. Mẹ. Dạ con mới tới. Con chào dì. Mẹ kêu con qua có chuyện gì không mẹ? Đó.